đỏ chưa? Lên chữ đỏ không? Rồi trước mắt hôm nay em có mặt ở đây thì một là để like giao lưu với nhau, hai là đi câu cá, còn ba là đi phổ biến chương trình hiệp hội những người đam mê luân sư đồng thành phố Hồ Chí Minh. Trước mắt là thành phố Hồ Chí Minh thôi. Và báo cáo cái tình hình hồi sáng giờ á, anh em mình đi cũng khoảng 5-6 chỗ rồi, không có chỗ nào có cá, không có chỗ câu cá. Là buồn quá thì mình ngọt xe đây mình cùng nhau thôi. Thì mày nhậu đầy đủ rồi, giờ cũng bắt đầu phổ biến cái chương trình luân sư đồng. Trước mắt á, thì chương trình này là phi lợi nhuận, phi công giáo, chủ yếu là tập hợp những người đam mê luân sư đồng với nhau. Mở quy thì rất là dễ. Một á, là những thông tin mấy bạn đưa ra trong cái chương trình này phải chính xác. Ví dụ như là bữa đó là thời gian nào, bữa đó là có giải đấu nào đó, thời gian nào, địa điểm nào thì mình phải thông tin chính xác để anh em cùng nhau đi xem hoặc gì đó. Thứ hai á là đây là một cái nơi mà giao lưu nên tôn trọng là một điều quan trọng. Nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại cái câu lạc bộ này. Nếu mà anh em nào có bất đồng, thất đồng gì đó với nhau thì có thể ngồi lại giải quyết. Rồi thứ ba á, khi đã đăng ký thành viên hiệp hội thì anh em phải đồng ý mọi quy định của hiệp hội đưa ra, thực hiện đúng quy định hiệp hội. Nghĩa vụ của hiệp hội này á, mình tự ăn lên. Nghĩa vụ của hiệp hội này là thường xuyên duy trì hoạt động, thường xuyên tham gia hoạt động, cung cấp thông tin cho hội và hội có thái độ lịch sử hòa nhã khi tham gia hoạt động. Quyền lợi của mấy bạn là được giao lưu, gặp học hỏi, được đi tham quan dã ngoại với một số đoàn lân ở các tỉnh lân cận, rồi được thông báo những sự kiện liên quan đến luân sư đồng. Và cái này là đặc biệt hơn nữa là mình cung cấp cho các bạn một số địa chỉ như là cái bậc ưu tiên thôi, chỉ có những người trong họ có, là một địa chỉ dâu đòn lưng của các bạn, một địa chỉ photo là để đăng những bức ảnh lên, một địa chỉ YouTube là để đăng phim của đội lưng lên, rồi một cái file hướng dẫn cách đăng phim, sửa phim, nói chung là làm công nghệ thông tin để có thể đưa cái địa chỉ, cái trang web của các bạn lên với lại thế giới và tổ quốc. Thì trước mắt là chúng tôi thành lập hội để có thể nắm được các thông tin giải đấu, thì có thể giới thiệu các bạn từ bắc tới nam, ai có khả năng đi đầu coi đó thì rồi mới tham gia giao lưu đồ, mong các bạn đi đầy đủ để có thể giao lưu được với một số đồng minh của tỉnh thành họ với nhau đó. Rồi trước mắt là như vậy thôi đó. Rồi anh em lưu ý cái này là hiệp hội đam mê luân sư đồng chứ không phải là liên hiệp luân sư đồng. Liên hiệp luân sư đồng nó quá lớn, chỗ này là hiệp hội đam mê, nghĩa là những ai đam mê thì có quyền vô hiệp hội, không cần bất cứ một người trưởng đoàn hay là một người ai mà các chức lớn ở trên đầu lên không cần biết, không phải là đam mê thì có quyền vô hội. Vô hội thì mình có người đó là mình được đi chơi đó đây, không mình được giao lưu với người khác đó, là có những buổi đó như thế này ha. Đó rồi đó anh em nhớ rồi, mình phải có nghĩa vụ của mình khi mình biết những cung cấp những thông tin ở với những cái thi đấu nào đó ở đâu, tỉnh bạn hay tỉnh nào đó, thì mình nếu mà mình có khả năng thì mình đi sẽ cầm lại có lên cho em coi à. Trời nói vậy thôi rồi, chúng ta rồi chắc chắc được đó, bạn chắc đi.